Alo, chào một ngày đẹp, chào buổi sáng, chào hết tất cả. Hôm nay mình lên cái clip này, đây là clip này là clip thứ ba, ngày 13 tháng 1 năm 2024. Qua những cái clip thứ hai rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một cái clip thứ ba. Clip thứ ba này nó có những cái gì? Chúng ta phải đi dần từng giai đoạn một. Thứ nhất, mình viết AI. AI IE chứ lộn IE IE nha, thì bạn phát âm làm sao? Y ha, nó đi kèm hai cái chữ này, bạn phát âm là Y, và bạn phải kéo dài ra, kéo dài ra. Ví dụ mình viết một cái từ grip, đây là lá thư đó bạn, lá thư. À, lá thư này bạn phải đọc làm sao? Chữ B trước. Rồi. Đây. Bạn phải đọc grip. Kỳ trước mình đã chia sẻ là chữ phờ. À, nhẹ thôi, phải có chữ gió ra nha. Gió, gió thôi bạn. Phải âm gió nó lòi ra. Việt Nam không có cái từ âm gió phát ra đâu. Nhưng mà Đức này nó phải có chữ phát âm ra cái từ, nếu mà có chữ F về sau là âm gió phát ra bờ gif. Khi mà chữ phờ này ngậm môi lại, phát đẩy cái lưỡi ra là nó lòi ra chữ gió, bờ gif. À, nhớ đó. Rồi, kế tiếp là gì? S và chữ CH. Nha. Đây. Chữ S và chữ CH này á rất là nhiều. Rất là nhiều trong cái từ điển này. Rất là nhiều nha nha các bạn. Bạn phải để trong đầu. Cái từ này rất là nhiều. Mà anh đọc đầu tiên mà không có chữ cái này ra thì là không nghe được. Cái từ đó đó. Tôi lấy ví dụ như là một chữ cho các bạn. C.
Right. Giờ đây bạn phải phát âm hai lần ba lần, cái từ này là phát âm ba lần, bạn phải phát âm ba lần. Đầu tiên bà xì trước, thấy ba cái chữ này bà xì trước cho tôi cái, phải ra chữ xì nha, bà phải luyện tập xì 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 nhiều lần rồi bắt đầu. Right. Chữ chữ E là chữ Y, nằm ngay chính giữa là ai? Chữ W là vai, rê, vai. Nhưng mà đi đi kèm với lại vần cuối là IN á, là in, nhưng mà nuốt lưỡi Swine. Đó. Chữ in này á, chữ in này á là khi nó xy hơi nặng rồi, khi mà chị anh chỉ xy rồi á, xy rồi là đứt đã nghe, nhưng mà chữ in nữa nuốt vô trong cái bụng à, xy in 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 là cái răng này ngậm lại à, xy xy in, hở môi nhưng mà ngậm răng lại xy. À, môi này anh hở ra, swine 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 là nó lòi ra chữ swine nè, swine nè, swine nè, nặng quá swine nè, nó nhiều lắm, swine cũng là nặng nè, à, cũng có sc nè, swine nè là con heo nè. Rồi slow là thúi, cũng là nó rất là nhiều, anh phải y bùng cái này cho tôi, phải nhớ phải y bùng cái này, không được bỏ qua cái từ này, nếu mà anh phát âm không ra được cái xì này á là không bao giờ lòi ra tiếng Đức. Vô kế tiếp sister 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 sister. À, sister sister, cái từ sister cái từ này cũng là chữ S nhưng mà nó cũng rất là nhiều ha, mấy nãy tôi nói từ đó là nhiều, nó chiếm gần phân nửa rồi. Rồi sister ra nó đi sao giờ bạn đọc sita nha, nhớ cái này lúc nào nó cũng nằm đầu hết sita, bạn đọc sita sitter sitter, còn cái kia là c sch là c, mà còn ts này là sitter 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 sitter, phải vậy, y bùng sitter 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 c sitter c sitter. Mình lấy đây một cái ví dụ thôi, sitter sitter. Tôi ha tôi đây là cái ghế nha, cái ghế mình đang ngồi nè, ghế này đâu bạn, bạn có đâu
xích tươi à, tươi xích tươi xích tươi 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 tôi giống như là tôi nhưng mà tươi có dần o u o u tiếng Việt y nữa là tươi à, bạn đọc là tươi tươi xích đưa lên. Đầu chữ S này là vậy, bạn phải là đi lên xích tui. Còn kia là si, si là bình thường, si, si vai là ngang hàng. Còn cái này là xích, à, phải có là xích, à, xích đu á, xích đu á, cái từ là giống như là xích đu nhà mình vậy đó, xích đu. À, đi lên. Còn kia là si. Nghe si vai còn này bạn phải phát âm là shit thì nó mới ra nha. Vô bây giờ chỉ C cộng đi với lại từ K cái này là CK thường thường nó nằm ở đâu, nó nằm ngay chính giữa đó bạn, bạn đọc là Q K là tiếng Việt á, Q K bạn phát âm là tiếng Việt là Q K nhớ nha. C cộng à, C cộng A là Kuka. Hai cái phát âm nó đi đôi là gì? Đi đôi hai từ. Tôi viết cho các bạn nha, coi. Dạ đây là cái giác kìa và cái gót cái giác kìa là dành cho mùa đông lạnh người ta giác kìa vô. Nó đi với lại vần cuối là gốc giấc gốc à. Một cái nó có y và e và sao và một cái nó không có kh kha à, ở trên là yak kha giống như chữ kha vậy đó còn yak kh à yak kh nếu mà cái quần này cái quần dành cho những cái người phụ nữ làm văn phòng á, mặt ngắn á đó, cái loại đó là kêu là gót
Ông phòng Vigo rồi, tiếp viên hàng không rồi đó, đó là từ này. Phụ nữ ưa mặc cái đó là có ha. Còn giắc khơ là mùa đông ai cũng mặc cái đó vì quá lạnh à. Rồi tiếp theo chitter, mới nay tôi nói là giống như là start à, cái từ start này các bạn, cái từ này cũng khó đọc, anh lộn qua start chờ chờ cái này giống như là nó có ba cái phát âm start à, đóng đọc chậm á là start chờ à, có chữ âm thờ hoàng tao à, t a d là touch, giờ chữ S riêng ra sit, bạn chỉ đọc sit trước start chờ à, chờ thì nó mới là còn có một cái chủng là S T A T T à, start. Như cái này á, cái chữ này á là bắt đầu begin, có nhiều cái bắt đầu start, nhưng mà khi khi dùng cái từ này start là nó hình như nó để vần cuối cuối câu, ít khi nào nó để ở đầu câu lắm, thường thường cái này là ở cuối câu. Là cái từ này nó lại đọc là không phải là dấu sắc mà nó là dấu nặng, âm này là bạn phải là starter à, starter chữ tờ là nó ngang cái lại cái kia, nhưng mà starter start 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 à, rồi nó khác cái kia start, nó lên gì đồ thị nó lên gì start chờ, còn này start chờ à, start nặng xuống một cái, nhớ hai cái từ này rất là khó ha. Một cái vần cuối của nó là hai chữ T và một cái vần cuối của thành kia là thành phố, cái này là bắt đầu. Mà cái vần này, cái chữ từ này là nó, thường thường nó nằm ở cuối. Còn cái từ kia là D start à, thành phố, một cái đơn giản thành phố à, khu phố, thành phố là dạng gì. Hai cái từ này nó đọc khác nhau nha, phải nhớ start là bắt đầu, mà cái kia là start à, có dấu sắc start à, phải có chữ thờ làm sao thì nó mới ra, còn không là bạn không có ra nổi nha, không có lòi ra được đâu, phải y bùng mới được. Rồi tới một cái phát âm ch nữa, âm CA này là sao? Bạn phát âm cái hai cái chữ này nó dính đôi thì sao? Là khơ.
À, giống như tiếng Việt là tờ. Nhớ nha. Khờ. Chữ khờ khạo á, khờ khạo á, khờ dại á, dạng là khờ, hai chữ này. Nếu thường thường hai chữ này là nó ít, nó nằm trong, thường thường ở vần cuối, ở vần cuối một cái chữ nó mới có, còn cái xì xe ha ở đầu á nó rất là ít, mà nó nằm ngay chính giữa, nằm ngay chính giữa ở vần cuối, ngay chính giữa thường thường là nằm ngay chính giữa rất là nhiều. Đây là cái kinh nghiệm của mình, nhìn thấy nó thôi. Chứ ở đầu thì khờ, khi mà nhìn thấy chữ đầu của nó là mình thấy khờ cái trước tiên, rồi sau đó là cái gì, khờ. Đã trải qua đoạn đường dài 20 phút, cái clip cũng không dài và cũng không ngắn. Qua cái clip ngày hôm nay, mình khuyên, có cái lời khuyên đến tất cả anh chị em hoặc là cô chú bác. Ước nguyện và ước mơ, muốn con em của mình sau này có một thêm một ngoại ngữ nữa để ra đời có một cái sự nghiệp vững chắc. Qua kinh nghiệm bao nhiêu năm mình sống và làm việc ở đây, xưa kia mình cũng đã có một cái ước mơ. Hôm nay mình mới trở thành sự thật và chia sẻ lại những cái gì kinh nghiệm sống ở đây bao nhiêu năm. Và có một lời khuyên rằng hãy đầu tư. Thứ nhất, bạn cố gắng tìm mọi cách đầu cơ handy và cái một laptop nữa. Đấy. Chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tháng, chúng ta phải luyện tập nó. Luyện tập ở đâu bây giờ? Thứ nhất là đi đường, bạn phải dùng handy. Còn khi về ngồi tới nhà, bạn dùng cái laptop. Nếu cái laptop đó, cái handy, số dụ ngày xưa không có cái công tôi cũng phải lật từ điển ra từng chữ một để biết. Còn bây giờ bạn chỉ cầm handy lên và gọi vô cái laptop và nghe, trong cái phim ngắn có những cái người người ta chia sẻ trên YouTube, bạn chỉ bật Google lên hoặc là IVZ sùng phiên dịch lên là vậy, để vô là bạn biết cái chữ đó là cái chữ gì, nó rất là nhanh và nó rất là nằm ở trong đầu. Điều quan trọng là bà phải luyện tập y bùng, luyện tập, phải luyện tập. Điều mình biết được có khác biệt nhau là chữ Anh và chữ Đức. Anh là cong cái lưỡi lên, đưa cái lưỡi lên thì nó mới lòi ra chữ tiếng Anh. Còn tiếng Đức này ở vần cuối cũng có, hoặc là nó nằm ngay chính giữa cũng có, hoặc là nằm ngay cái đầu cũng được. Lit, khi mà anh sáng này á, anh sáng này thì lit, anh đưa cái lưỡi lên. À, đúng không? Mình chỉ khuyên, có một lời khuyên là luyện tập, luyện tập. Anh
phải có siêng năng luyện tập thì anh mới lòi ra được chữ đất, và người đất mới nghe được. Thì từ cái nghe được thì, và anh cũng nghe được, từ đó anh mới học và đi làm. Không những tại đây, có thể anh còn xa hơn thì tôi không nói, nhưng mà trước tiên anh là cầm cái visa anh đi du lịch ở đây, hoặc là tham khảo ở đây, muốn học ngành, học nghề, học làm việc ở đây. Bây giờ nó có một cái luật pháp hẳn hoi, năm nay năm 2024 đã thi hành cái luật pháp này cho một cái nước thứ ba, đó là Campuchia, là Việt Nam không phải nằm trong EU này được quyền đến đây học ngành, làm việc, sau khi ra trường được làm việc ở đây. Bây giờ tôi không nói gì hơn, phải luyện tập uy bùng, luyện tập uy bùng càng nhiều càng tốt để bạn được qua đây. Thì từ đó tôi bắt đầu có, tôi sẽ cố gắng truyền đạt và chia sẻ từ đây tới cuối năm. Nếu ai theo dõi và cầm được một cái pass visa, tôi có thể giúp đỡ bằng cái khả năng của mình. Và lời cuối, mình xin chúc tất cả một ngày đẹp, vui vẻ. Và ngày hôm nay cũng ngày thứ bảy, chúng ta có thể đi dạo, không để hít thở không khí trong lành trong một ngày sau những một tuần làm việc vất vả. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp cái clip kỳ sau. Còn một cái sắp này nữa, nó mới hết được cái ABC từ A cho đến Z. Cho nên mình diễn dạc xong thì bắt đầu qua cái phần A1 để tiếp tục, để khi bạn đạt được và cầm cái visa đến đây. Ok, xin chào.